nếu anh không muốn hợp tác với Nhân Nghĩa, thì tôi có thể hiểu được. Nói thật với ông á, cậu tôi đã cho Nhân Nghĩa rời khỏi chức giám đốc điều hành lâu rồi. Hoàng Long còn rất nhiều người có thể làm việc tốt. chuyện đó ông yên tâm. Anh Dinh, anh có suy nghĩ gì không? Nghe cậu nói vậy, nếu tôi không hợp tác, là một tổn thất lớn với tôi rồi. Anh nói đúng nếu chúng ta hợp tác với nhau cả hai bên đều có lợi anh nghĩ sao <laughs> xin mời. <bài. bài. cười> ý tưởng cậu rất hay sao mà, mà? ông vinh đã đồng ý hợp tác với chúng ta dạ đúng rồi dạ. sao đột nhiên ông ta thay đổi quyết định vậy ông ta thay đổi quyết định chỉ trong vòng một giây. Sau khi nghe con giải quý nói chuyện, ông ta đã thay đổi quyết định rất nhanh. Ừ. Chúng con đã giải thích hết lời. Cuối cùng thì ông ta cũng bị thuyết phục. Sau khi nghe tụi con nói về quá trình hoạt động và phát triển của công ty Hoàng Long, thì ông ta đã đồng ý hợp tác. Rất tốt. Ba, con được biết á, là anh Quý với ông Vinh có mối quan hệ bạn bè từ lâu năm. Nếu như mà anh ấy chịu nói sớm á, thì đã tránh nhiều phiền phức rồi. Thảo nào, lúc đầu gọi ông vinh không được anh quý anh cố tình chơi em như vậy có phải anh cố ý phá hoại tôi không con không có ý che đậy con hiểu ý ông vinh ông ta là người không thích để các mối quan hệ xen vào công việc con thấy chuyện này rất kỳ lạ mọi người đình công xảy ra đột ngột như vậy mà ông vinh lại xuất hiện dạ con cũng thấy vậy chắc chắn là có người âm mưu phá hoại Để con chút lấy thất bại bà chuyện này không thể đổ lỗi cho con được bản thân con không có năng lực chuyện đã xảy ra rồi đừng có đổ thừa cho người khác nữa ba à cho nhân nghĩ một cơ hội nữa đi ba ba đã quyết định rồi đừng nói nữa ba Mới là một thời gian mà đã đổi rồi sao Chiếc ghế này để anh ngồi nóng lên Rồi đến được tôi thôi Mình <laughs> có <laughs> quá đáng Không biết mình anh có ơi. bệnh không nữa Tôi ngồi, ngồi lên xuống. chắc bị bệnh quá Em mình tỉnh lại đi Sao tức à Thôi đi Ông Vinh hẹn gặp là để hợp tác Các con không muốn gây gỗ nhau vừa lúc này chứ Xin mời Xin chào Mời chào ông. ngồi Ông Vinh đã đồng ý hợp tác với công ty của chúng ta. Và còn lại, Trọng Đức, con phụ trách đi. Dạ, cảm ơn cậu. Con sẽ cố gắng hết sức. Ừ. Ông Hoàng, trước khi đồng ý hợp tác, tôi xin nói rõ một điều kiện. Ông cứ nói. Tôi muốn cô Thiên Anh trực tiếp phụ trách kế hoạch này. Lần này thành công là nhờ Trọng Đức cậu ấy mới thích hợp phụ trách dự án này xin lỗi tình bạn của tôi và cậu là một chuyện còn chuyện làm ăn là phải giao cho người có năng lực lãnh đạo đức tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng rất chịu khó học hỏi cộng với sự giúp đỡ của nhân quý ông phải tin vào năng lực của nhân quý chứ năng lực của nhân nghĩa và trọng đức là dùng tiền để mua chuột ngoài ưu điểm này ra không còn ưu điểm nào khác nữa Chị ta có ưu điểm gì Thật ra tôi phải cảm ơn các vị Đã cho tôi thấy chuyện xảy ra Ở công ty Tôi phát hiện ra Cô ấy Rất hiểu dân công của mình Cho dù chỉ là một nhân viên bình thường Cô ta vẫn Có thể nhớ và quan tâm đến anh ta Không phải ai cũng có thể làm được điều này Tôi rất ngưỡng mộ tài năng quản lý của cụ Thiên Anh nhân viên là nguồn tài sản quan trọng của công ty nếu để cô ấy đảm nhiệm thì tôi cảm thấy rất yên tâm ông hoàng ông có đồng ý với điều kiện của tôi không đương nhiên tôi đồng ý vậy được rồi tôi sẽ soạn thảo hợp đồng và đi đến ký kết tôi xin phép về trước chào ông chào ông xin mời chào, chào ông kể từ hôm nay thiên anh sẽ thấy nhân nghĩa giữ chức giám đốc điều hành công ty nếu có chuyện gì cứ báo cho ba biết cậu à ông Vinh chỉ muốn chị thiên anh đảm trách dự án khu đô thị kim cương thôi sao cậu lại để chị ấy nhận chức giám đốc điều hành chứ ba có thể tiếp tục theo dõi thực lực của nhân nghĩa ra trọng đức kia mà anh à anh nên suy nghĩ kỹ lại ba tại sao lại sắp xếp như vậy thời gian gần đây công ty xảy ra rất nhiều chuyện nhưng bà thấy con thể hiện được trách nhiệm của mình con giữ vai trò này là đúng rồi thôi mọi chuyện như vậy nha bà về đây giám đốc điều hành chúc mừng chị đó nhưng nghĩa thật sự là chị không biết mọi chuyện xảy ra như thế này mà thôi đủ rồi chị vui rồi đó Sao em nói chuyện vậy chứ Chị đừng nói nữa Những lời giải dối của chị Tôi nghe đủ rồi Chúc mừng em Em cảm thấy ba quyết định quá đột ngột Nhưng mà Anh cho rằng quyết định của chú là đúng Bởi vì em là người có tài năng nhìn nhân nghĩa tức giận em cảm thấy rất khó chịu cứ như là mình đang giành vị trí của nó vậy em là người hiểu rõ năng lực của nhân nghĩa nhất nhân nghĩa không đủ khả năng để đảm nhận đức và quý thì không cần phải nói trừ khi em muốn hoàng long bị lùng bại trong tay bọn họ anh nghĩ là em có thể đảm nhận được hả đương nhiên sau này hoàng long sẽ nhờ vào tay em nhiều em cảm ơn anh được rồi còn đừng tức giận nữa tức đến phát bệnh thì không có đáng đâu mẹ nói là đề phòng chị ta nhưng kết quả thì sao khi mẹ phát hiện thì đã trễ rồi không ngờ nó lén lúc lập được nhiều công lao đến như vậy có muốn che đậy cũng đã không kịp nữa chúng ta lúc nào cũng để ý đến nhân nghĩa vậy mà quên mất thiên anh cái bà nó im lặng mà không ngờ lại thâm độc như vậy bây giờ sao đây chẳng lẽ để như vậy cũng may, ở Hoàng Long, vị trí mẹ vẫn ngang hàng với nó. Bây giờ, tạm thời không nên động tĩnh gì hết. Cứ để nó nắm giữ một thời gian. Tìm cách tống cổ chị ta đi mẹ. <laughs> Yên tâm. Con người thì ai cũng có điểm yếu hết. Ý của cô là sao? Đó chính là Đạt, người yêu của nó. quá wow, đẹp quá ấy đây là chỗ cô làm việc hả đúng vậy đi với em đi đẹp và chuyên nghiệp quá <laughs> phòng làm việc của em mát quá ha wow. quá 嗯，嗯嘿。 ừ uhm. tiếng anh tiếng anh uhm. dạ em đang nghĩ như vậy uhm. em chưa bao giờ nghĩ mình được ngồi trên chiếc ghế giám đốc điều hành đó vậy em có vui không <laughs> tất cả mọi thứ mà em có được không dễ dàng từ khi em vô làm cho hoàng long em luôn nghĩ mình chỉ là một cá nhân nhỏ bé ba không hề quan tâm tới sự tồn tại của em bà em trọng nam kinh nữ hả vì là con gái quyền thừa kế không thể nào vào tay em được em chỉ cố gắng giúp cho nhân nghĩa hy vọng là ba sẽ tin tưởng nó nhưng trong thâm tâm của em thật sự muốn cho ba biết được sự cống hiến của em cuối cùng em cũng được như ngày hôm nay rồi <laughs> đúng rồi cố gắng biết bao nhiêu năm nay cuối cùng em cũng đã nhận được sự tin tưởng của ba em mừng lắm <laughs> em có bạn lệnh như vậy hoàng long sớm muộn gì cũng về tay em thôi anh nghĩ là em có năng lực hả đúng như vậy anh nghĩ em là người có năng lực <laughs> cảm ơn anh uhm, hôm nay vui như vậy phải ăn mừng thôi anh thấy có được không được anh rất sẵn lòng <laughs> uhm, vậy mình đi uhm. <laughs> đi anh đi ra đây nè anh à, không đi đâu không sao đâu đi thôi thôi đi, đi. đi

Đi <laughs> à, kia hả à, ôi. Wow! Biển đẹp quá Chưa bao giờ anh được đi chơi như vậy đó Đã quá <laughs> Tại em không nhớ đó thôi Lúc trước tụi mình hay đến đây lắm Vậy hả? Ừ. À. Sao anh lại rụt rè với em như vậy anh đừng suy nghĩ nhiều đến thân phận của mình nữa vì anh không phải là đà đúng không anh anh đi đâu mà cả đêm qua không về ừ hôm qua anh đi uống bia với mấy người bạn xịn quá nên ngủ lại luôn thật không đó thật em không tin thì hỏi họ đi tại sao anh lại phải gạt em chứ bảo nè anh muốn dọn đi anh nói cái gì tự nhiên sao lại muốn dọn đi chứ ừ anh muốn đến sống chung với cô Thiên Anh phải không? Ừ, không phải. Anh muốn mình dọn nhà đi, vì không muốn gặp cô ta nữa. Anh muốn đoạn tuyệt với cô ấy để cô ấy không làm phiền mình nữa. Cuối cùng anh cũng đã hiểu ra rồi. Anh không muốn đóng giả là anh phong của cô ta nữa đúng không? Anh suýt nữa là điên rồi nè. Sao lại điên? Anh làm chuyện xấu xa gì rồi phải không? làm gì có ừ thì không có chuyện gì thiệt mà anh không dám nhìn thẳng vào mặt tôi nhất định á là anh làm chuyện gì có lỗi rồi anh đã nói không có là không có anh đứng lại đi <laughs> anh nói dối tôi tôi nói là có mà anh nói đi có phải đêm qua anh ở cùng cô ta đúng không anh đừng có qua mặt tôi nha được rồi để anh nói nói đi anh phải nói toàn bộ sự thật cho tôi nha không được thiếu một chút nào hết á thì lúc đầu cô ta mới là chức giám đốc điều hành nên mời anh đi ăn mừng ở đâu thì ông ấy biển chúng tao rồi anh say quá cho nên anh mới anh uống xài đến nỗi á anh phải lên giường với cô ta đúng không ừ. không phải không phải như vậy đâu ừ. lúc đầu á nói là đóng giả làm bạn không ngờ đóng giả thành thật anh đúng là đồ vô lương tâm mà ừ. tôi căm thù anh không. anh đi đi anh cốt đi anh đi khỏi nhà tôi đi đừng quay lại Bảo. nữa ừ. đi 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 anh đi đi Nghe anh giải thích đã Anh ừ. đi đi Bảo Nghe anh giải thích đã Bảo Bảo Nè Bảo Mở cửa đi Bảo Mở cửa đi Để Đi đi Biến khỏi thuộc lời tôi đi Anh là đồ bội bạc Anh là đồ nhẫn tâm cô thiên anh, tôi muốn nói chuyện với cô. cô tìm tôi có chuyện gì? tôi muốn nói chuyện với cô về chuyện của anh đạt. anh không có chuyện gì hả? thật ra, anh đạt không phải là giỏi sư phong đâu. anh ta là chí đạt. chỉ là một người bình thường thôi mà, đâu phải là giáo sư gì đâu. tôi đã nói anh đạt á, giả làm giáo sư, chẳng qua là để lừa tiền cô thôi hả? À cô không tin tôi sao cô trước sau kể cho tôi hai chuyện khác nhau hoàn toàn tôi phải tin cái nào đây lần này tôi nói thiệt á tôi hiểu rồi bây giờ cô muốn anh đạt chứ gì không sai từ giờ trở đi á cô đừng có tìm gặp anh đạt nữa đừng có làm phiền chồng tôi nữa cô làm gì có đáng không vì muốn giữ anh phong bên cạnh mình mà mình phải dối trá tôi không trách cô bây giờ cô lại ngăn cấm tôi thật ra anh đạt là phong là chồng chưa cưới của tôi anh ta trở về bên tôi là lẽ đương nhiên rồi cô không có quyền ngăn cản không phải đâu anh đạt á không phải là võ sư phong đâu cô tin tôi đi mà tôi hiểu cảm giác của cô mà có lúc buông tay cũng là một thứ hạnh phúc. Xin lỗi, tôi chỉ có thể nói vậy. Tôi phải đi. Thiên anh, Thiên anh à. <laughs> Sư phụ Có chuyện gì mà ủ rũ vậy Chẳng có chuyện gì hết á Để tôi yên đi Tôi đang bực mình đó Sợ rửa tôi đá cho một cái bây giờ Được đó Sư phụ đánh nhau với con đi Con đánh sư phụ nè à. Sư phụ Sao vậy Khi nào sư phụ mới bắt đầu dạy dỗ cho con vậy Hả? Tôi không có hứng Cậu để tôi yên được không sư phụ nè thấy sư phụ buồn con cũng buồn theo á ừ. có chuyện gì sư phụ cứ tâm sự với con đi từ sáng giờ cậu có thấy vợ tôi tới đây không có chuyện gì xảy ra giữa sư phụ với chị bảo đúng không <laughs> tôi đang chán đời đây chuyện gì vậy sư phụ làm lỗi gì với chị bảo hmm. vợ chồng gây gỗ nhau là chuyện bình thường còn hơn cả cây gỗ nữa tình hình nghiêm trọng lắm sư phụ nè con thường nghe người ta nói á khi buồn lấy rượu ra giải sầu tranh thủ không có ông chủ ở đây con mời sư phụ một chầu nha ừ ý kiến cũng được sư phụ chờ con nha con mời sư phụ vô vô tìm đi ừ. vô ừ xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi à, thôi được rồi sư phụ à, để con để con không sao đâu ờ à, à. à, thôi được rồi sư phụ con vô toilet đây xong chưa lẹ lên lẹ lên à, anh làm gì vậy tôi đang thay đồ mà anh ra ngoài đi lẹ lên đi đàn ông con trai với nhau mà làm gì mà phải phải đóng cửa kính mít vậy lẹ lên nhanh lên đi không được anh ra ngoài đi 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 lẹ cái gì mà lẹ tôi đang thay đồ thay đồ mà áo ngoài này hả lẹ lên đã nói không được mà đi ra ngoài đi <cười> <cười> Thì ra cậu là con gái. Cô làm vậy vì mục đích gì? Đầu óc của cô có vấn đề hả? Tôi làm như vậy là vì anh á. Tất cả đều là do lỗi của anh hết. Tôi? Sao tự nhiên đổ lỗi cho tôi? Tôi làm sai cái gì? Tôi nghe người ta nói, sư phụ Phong chỉ nhận đệ tử nam, không nhận đệ tử nữ. Nên tôi phải cải trang như vậy nè. Lại cái tên võ sư Phong đó mà tại sao chỉ nhận đệ tử nam nhàm chán lắm vì vậy nên sư phụ tự hỏi mình đi ừ, tôi đâu có nhớ chuyện hồi trước được cố gắng bấy lâu nay không được gì mà lại bị anh nhìn thấy nữa được rồi tôi sẽ nhận cô làm đệ tử được chưa <laughs> sư phụ nói thiệt hả à, mà bây giờ sư sư phụ dở vậy sao vậy tôi được? Ừ. con mà đá sư phụ một cái, sư phụ đỡ không nổi nữa. thì sau khi phục hồi trí nhớ, tôi sẽ dạy cho cô, chịu không? Ừ. là sư phụ nói ra đấy nha, sau này tỉnh mà nuốt lời là không được đâu đó. được rồi, tôi hứa. khoan đã. Ừ? câu chuyện hồi nãy cấm sư phụ không được nói ra, đặc biệt là với anh thanh. không nói không nói, không biết gì cả, được chưa? cô gái rắc rối thiệt sư phụ hứa rồi đó nha Cả lại Vô sư phòng phải không 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 phải vô sư phong Trốn à gì? trốn kỹ thật đó Bọn tao tìm mày lâu lắm rồi đó Tôi không phải vô sư phong Tôi chỉ giống anh ta thôi Mấy người muốn gì Tiền Tụi tao muốn tiền Trời ơi Mấy người lầm rồi Tôi làm gì có tiền Ai nói mày không có tiền Tao thấy mày có con nhân tình giàu lắm mà Con Thiên Anh đó ừ mấy người thả tôi ra đi <laughs> thả mày hả cô ấy không liên quan gì tới chuyện này đâu mấy người thả tôi ra đi thả mày hả được với điều kiện mày phải hợp tác một chuyện chuyện gì mấy người nói đi tao muốn mày lấy cho tao một trăm triệu một trăm triệu không được tiền không phải của mày có gì mà đau lòng chứ mày có làm không <laughs> làm không không làm làm không làm tôi... à. À. Mấy người có đánh chết tôi Tôi cũng không làm đâu à. Được Mày phản lạnh lắm Đây Mày nghe đi Mày nghe đi Ba ơi cứu con với ba Ba Sao Mày thấy sao Mày Mày người thả hồ ra Mày người thả hồ ra Được Một trăm triệu đến tay tụi tao Sẽ thả người nếu không Đây là lần cuối cùng Được. Mày nghe tiếng họ Hừ. Được rồi Tao nhắc lại Trong hai ngày Một trăm triệu phải đến tay tao Nếu không mày biết tay ừ. Được rồi Đừng làm hại họ Tôi sẽ nghe lời các anh mà Hừ. dạ chị <laughs> anh anh hẹn em ra đây chắc là có chuyện gì vui đúng không ừ. bảo cô ấy anh đã nói với bảo chưa thực ra cô ấy rất là tốt cô ấy đã bên cạnh anh nhiều năm rồi mà chưa được một ngày nào sung sướng anh bất tài chẳng làm được trò trống gì hết chỉ suốt ngày chạy theo những trò chơi vô bổ anh như vậy mà cô ấy không hề trách nói như vậy là anh chưa thật sự nói rõ ràng với cô ấy hả à? ừ. lẽ ra từ đầu cô ấy không nên che giấu thân phận của anh mà anh có thể giúp em một ước nguyện được không? Thời gian, họ không có thời gian nữa đâu. Anh đạt. Ừ. ừ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Lát nữa anh đi cùng em, rồi sẽ biết mà. Ừ. Anh hiểu rồi. Cẩn thận đó chị Rồi cảm ơn chị Dạ Anh ừ, <laughs> ừ. Được không? Ừ. Được Anh sao vậy? Anh mệt hả? Ừ. Anh không sao Nếu như mà anh không khỏe Ngày khác mình chụp cũng được mà ừ, Anh có chuyện muốn nói với em Có chuyện gì vậy anh? Em thấy anh lạ lắm á ừ, Anh có chuyện muốn nói với em Anh nói đi Có chuyện gì anh cứ nói đi Sao lại không nói gì hết Anh xin lỗi Bao lâu nay anh đã gạt em Anh đã nói dối em từ đó tới giờ ừ. Anh nói dối gì ừ. Thật ra Anh không phải là ừ. Anh xin lỗi Anh có điện thoại Ờ alo nói đi nói đi sống nói ủa alo chuyện tụi tao giao cho mày tới đâu rồi vẫn chưa xong cho tôi thêm thời gian đi thêm thời gian hả tụi tao không có tính nhẫn nại với mày đâu hai ngày nữa nếu mày không sắp xếp được á thì lo mà mua quan tài cho vợ con mày đi ừ nè 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 các người đừng làm bậy nha tôi sẽ cố gắng sắp xếp mà có chuyện gì vậy anh ai gọi cho anh vậy ừ, không có chỉ là người bạn thôi lúc nãy anh nói gì em không hiểu gì hết ừ anh có chuyện gì anh cứ nói ra đi đừng có ấp úng vậy mà ừ anh anh có một người em họ do bị thiếu nợ cần anh giúp đỡ anh không biết phải nói sao với em chỉ đơn giản thế thôi hả Ừ, ừ. Vậy mẹ có tưởng chuyện gì lớn lao không à Anh đừng có lo chuyện đó Em sẽ giúp anh mà <laughs> Vậy mình đi chụp hình nha Ừ <laughs> Anh Đạt Bảo Ba Con có sao không Không sao rồi Không sao rồi Không sao đâu Ổn rồi Không sao đâu Đến đi Không sao đâu Mấy ngày bị bắt á Em với con sợ quá Họ vừa đánh vừa chửi mắng Lại còn bỏ đói nữa Thằng bé sợ đến nỗi cứ khóc hoài đòi ba Khóc mệt rồi ngủ Thức dậy lại khóc tiếp Em sợ không còn được gặp lại anh nữa Đúng là anh không tốt Nên mẹ con em mới bị như vậy Cũng may em và con không sao Nếu không anh không còn thiết sống nữa Chuyện đã qua rồi thì bỏ qua đi anh Em không trách anh hả Anh với Thiên Anh đó Không có chuyện gì hết Chỉ là nhất thời thôi Em biết là anh chỉ nhất thời mà làm như vậy thôi anh rất thương và quan tâm tới mẹ con em nên anh mới rời xa thiên anh anh xin lỗi anh xin lỗi em là do anh không tốt nên em mới chịu khổ như vậy anh thật sự xin lỗi em đó không anh không có lỗi gì hết á là do em nè là do em ham tiền nên lúc đầu không khuyên bảo anh là do em tất cả mời vào sao anh đến mà không báo trước cho em biết chứ đói bụng quá à anh em mình đi ăn trưa đi anh sao vậy anh có chuyện muốn nói với em thì chúng ta vừa ăn vừa nói cũng được mà anh không cần đâu tôi muốn nói chuyện ở đây anh phong à tôi không phải là phong đừng gọi tôi là phong nữa tôi chỉ là một thằng đàn ông nghèo khổ không phải là võ sư gì cả lúc trước tôi gạt cô vì tôi tham lam muốn lừa của cô ít tiền nhưng mà tôi có đóng giả thế nào tôi cũng không phải là phong tôi biết Cô rất tốt với tôi Cho nên tôi không thể tiếp tục lừa cô nữa Anh Phong Sao anh lại nói như vậy Tôi không thể rời xa vợ con của mình Tôi không thể nào làm như vậy được Lúc đó vợ con tôi bị bắt cóc Buộc tôi phải gạt của ít tiền để mà cứu họ Hôm bữa chụp hình cưới Tôi tin nói với cô rồi Nhưng mà tôi không dám Tôi xin lỗi Tôi thật là Không Anh không phải là Đạt Anh là Phong mà Chỉ là do anh mất trí nhớ thôi Chỉ cần anh nhớ ra Thì mọi chuyện sẽ thay đổi Em biết trong thời gian ngắn Mà bắt anh thay đổi như vậy Thì rất khó với anh Cô lầm rồi Tôi không hề mất trí Tôi là Đạt Cho dù cô, cô cố gắng thế nào đi nữa Tôi vẫn mãi là Đạt tóm lại tôi sẽ không gặp cô nữa tôi sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền mà trả nợ cô chào cô ừ anh phong anh phong Cầu phong à, cậu đến tìm thiên anh sao lại đi nhanh vậy không ở lại chơi chút sao à, tôi xin lỗi sao lại xin lỗi tôi có chuyện này tôi giấu lâu rồi lúc đầu tôi nghĩ là cậu giả mạo võ sư phong để tiếp cận cháu tôi lúc đó tôi có thành kiến thậm chí đối địch với cậu hy vọng cậu đừng để bụng nha Chuyện này nghe có vẻ kỳ lạ Tôi nghĩ lúc nào cô cũng luôn coi thường người khác Vậy mà bây giờ lại nói xin lỗi tôi à Tôi cũng biết Thân phận và địa vị của mình Dễ gây cho người khác hiểu lầm Nhưng suy cho cùng Thì cậu cũng là chồng chưa cưới của Thiên Anh Nên tôi muốn giữa chúng ta không có sự hiểu lầm nào ở đây Cô không cần xin lỗi tôi đâu Thật ra Cô nói không sai lúc đầu tôi tiếp cận thiên anh với mục đích không tốt tôi không phải là võ sư phong tôi chỉ là thằng nhà quê không một đồng xu dính túi cậu đương nhiên là võ sư phong chỉ là do cậu mất trí nhớ nên quên mất thân phận và khả năng của mình thôi <laughs> tôi không phải là võ sư phong và tôi không hề tôi không bị mất trí nhớ cháu tôi có biết cậu suy nghĩ như vậy không tôi nói sự thật cho cô ấy biết rồi tuy tôi ít học nhưng tôi không cần phải giấu giếm tình cảm thân phận cậu có biết cậu làm như vậy là thiên anh đau lòng lắm hay không cậu là người cô ấy thương yêu nhất làm sao có thể nhầm lẫn được cậu chắc chắn là võ sư phong là chồng chưa cưới của thiên anh tôi đã nói rồi tôi không phải mà tôi hiểu Tâm trạng của cậu là một người mất trí nhớ thì rất là đau khổ, nhưng chỉ cần không từ bỏ, nhất định một ngày nào đó cậu sẽ khôi phục lại trí nhớ. Hãy vì chính mình, vì thiên anh, không bao giờ từ bỏ. Tôi biết rồi. Tôi đi đây. Ừ. anh ta mặt dày thật đã gạt tiền rồi mà còn nói cho người ta biết. Nếu lúc đó có mặt con nhất định sẽ cho anh ta một bài học. <laughs> Đánh cậu ta làm gì? Nên đối xử tốt với nó thì mới phải chứ. Còn quên lời mẹ nói rồi sao? Điểm yếu của Thiên Anh chính là thằng Phong ta có thể xem nó như con cờ của mình nhưng mà nó không phải là phong nếu chuyện này mà để cho thiên anh biết thì gã đằng này sẽ hết giá trị lợi dụng rồi con không hiểu được con người của thiên anh rồi mấy năm nay không phải là nó có rất nhiều người theo đuổi hay sao nhưng nó đã không thể thay đổi tình cảm của mình tất cả là vì nó không quên được thằng phong